Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Trời ơi, do cái map này bị khóa góc nhìn cho nên mình không thể nào chào các bạn bình thường được. Đấy, cứ phải nằm xuống thế này các bạn ơi. Và hôm nay rất là lâu rồi mình không chơi lại parkour, cho nên là hôm nay mình mới tìm được cái map parkour rất là đầu tư, rất là thú vị các bạn ạ. Map này có tên là parkour trong rừng rậm hay parkour trong lá cây cái quái gì. Nói chung cái map này mình thấy trigger rất là hay nhá. Các bạn chỉ cần đi vào cái lá cây này, đó, đấy. Chỉ cần đi vào cái lá cây này là chết luôn. Hoặc là thậm chí các bạn ăn gian nhá, bạn đi ăn gian không? Bạn đi ăn gian cưỡi thần thú cũng chết các bạn ạ. Đây mình thử nè. Để mình đây. Đó, trời ơi, ngồi lên con thần thú cái chết luôn. Các bạn ạ, nói chung là cái map mình thấy rất là vui đấy, rất là hay đấy. Trigger rất là hay luôn. Ok thì không luyên thuyên nhiều nữa, trước khi vào video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Peo các bạn nha. Và bạn nào là fan của Mèo Peo và yêu quý Mèo Peo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo và bấm quảng cáo ủng hộ Mèo Peo một gói mì tôm các bạn nha. Ok. Hello hello anh em ơi. Hey, lâu lắm rồi không chơi parkour đấy, lâu lắm rồi Mèo Peo không chơi parkour luôn. Đó. Hey, để coi nào. Rồi map này nhá, đúng rồi. Map này ông nào đi ăn gian xài Cindy là không chơi các bạn ạ. Đây này, mình thử các bạn coi nhá. Đấy, nếu như mà các bạn xài Cindy đó, chỉ cần đấy thì không, chỉ cần nhảy chạm đầu lên cái lá cây là chết luôn các bạn ạ. Cho nên mình thấy cái map này nó rất là hay, cực kỳ thú vị luôn. Ở đây thì mình không rõ idea gì nữa, chắc là lát nữa mình sẽ cho bạn coi các bạn ạ. Mình thấy cái map này rất là thú vị luôn, có chia tận 3 đường nhá. Rồi, nó cũng khá là rộng nữa. Anh em là nên chơi thử. Anh ơi có hack á, khiếp, hack gì map này, parkour bé tẹo hack gì. Ồ, đi em ơi, đi em ơi, đi đâu đâu, hack gì đây, đâu, có thằng nào hack đây, có thằng nào hack cái gì hả? Hack cái gì phải báo lên chứ, chứ kêu hack thì biết hack cái gì. Kiểu anh ơi thằng này hack bất tử, anh ơi thằng này hack chạy nhanh, phải hack cái gì chứ, làm gì có ổ gì có hack tàng hình, vơ vẩn anh em lại đùa, làm gì có hack nào là hack tàng hình. Ồ, cái map này các bạn chỉ cần rơi chạm vào cái lá là chết luôn các bạn ạ. Nói chung mình thấy cái map này cũng được, chơi rất là vui luôn, không quá khó đâu, cũng không quá lag. Hô đó, nói chung map này thế cũng ổn, chơi cũng được các bạn ạ. Ui, lên à đúng rồi, dạo gần đây là tranh thủ lâu lắm không parkour các bạn ạ. Rất là lâu rồi Mèo Peo không parkour thì mình cũng tranh thủ vừa parkour vừa trả lời câu hỏi luôn đấy. Trước tiên thì chúng ta ưu tiên trả lời những câu hỏi của các bạn trong phòng trước nhá. Đấy, các bạn trong phòng có câu hỏi gì muốn hỏi Mèo Peo không, ưu tiên trả lời trước đấy. Ông nào không hỏi rồi tôi trả lời cái khác đấy, cho các bạn mấy giây chat câu hỏi lên nhá. Đó, không có gì hỏi thì tôi đi trả lời câu hỏi ở trên bình luận. À, anh có quay không, anh đang quay đấy, trời ơi anh mở phòng bảo rồi. Mèo Peo chỉ quay khi mà lúc Mèo Peo chỉ mở phòng khi mà lúc quay thôi. Anh có người yêu chưa? Câu này trời ơi, câu này đương nhiên là chưa rồi. Câu này mình nhớ mình trả lời rất là nhiều các bạn ạ. Mèo Peo chưa có người yêu nhá. Hey, ui, lát anh mở phòng gì không biết. Cái này không phải là câu hỏi. Câu hỏi nào nó thực tế tí đi. Câu hỏi nào nó kiểu có ý nghĩa tí chứ. Ừ đúng. Ủa chết. Sao vì ông mà đẩy mình ấy nhỉ? Hình như mình bị ai đẩy ấy phải. Hey. Anh có thích chơi với em không? Anh mở phòng cho ai vào sớm thì được thôi. Đấy, lúc nào thì mà anh mở phòng, bạn nào nhanh tay vào được thì chơi cùng thôi, chứ không phải là ai chơi đâu. Đó, công bằng bình đẳng, ông nào nhanh tay thì được, ông nào chậm tay thì ở ngoài. Đấy, yo, xã hội bình đẳng văn minh đúng không anh em? Đây, hey, Mèo Peo ăn gian lại đi đâu, anh không xài Cindy nhá. Nãy giờ anh toàn nhảy kiểu bình thường, không hề xài Cindy luôn. Bây giờ anh có bắt cua Cindy đâu. Trời ơi, thế kỷ bao nhiêu rồi còn xài Cindy. Ê, anh bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi em. Ui, cái câu hỏi này nó phổ biến quá rồi mà. Íp thật. Ôi, ông nào có câu hỏi nào nó nói độc đáo tí đi. Trời ơi. Đây, íp thật. À đấy, có dạo này là có những bạn hỏi mình là anh Mèo Peo đăng nhiều video thế. Vậy thì anh đăng vào giờ nào thì mình quên mất. Lịch cố định là chính xác là 6 giờ sáng, 11 giờ trưa và 6 giờ tối. Đấy, 6 giờ hoặc 6 giờ 15 tối. Đó. Buổi tối thì có hôm là 6 giờ, có hôm là 6 giờ 15, nói chung là tùy các bạn ạ. Nói chung thì buổi tối ở trong khoảng từ 6 giờ đến 6 giờ 15. Đó. Còn lại thì là 6 giờ sáng và 11 giờ trưa các bạn nhá. Ui, parkour trên cái này nó hơi khó nhỉ. Hơi bị khó ta. Ủ. Hey. Ôi, kiếm lần từ này để anh em đợi tí nữa. Đợi mình nhảy qua cái step này rồi mình trả lời câu hỏi tiếp. Ok luôn rồi. Từ nào. Đấy, à đúng rồi. Dạo gần đây là có em mình thấy là có nhiều bạn là cũng làm YouTube mèo, cũng làm YouTube mini world, nhưng mà cứ vào kênh mình chat là mọi người qua ủng hộ sắp hộ mình nhé, sắp chéo các thứ đấy. Thì anh cũng bảo luôn nha, có bạn nào định làm YouTube ý thì đừng có sắp chéo, anh bảo rồi đừng bao giờ đi có sắp chéo gì cả. Làm sắp chéo view chéo thứ dẹp ngay cho anh nhá, em nói thật.
mấy đứa sắp chéo ấy là kiểu gì YouTube sẽ tính vào cái dạng là cái kênh này spam đấy, mà bị lỗi spam ấy là khả năng là không bị bật được kiếm tiền và khả năng bị hạn chế đề xuất rất là nhiều, view thấp các thứ nữa. Cho nên là anh em nào mà có ý định làm YouTube ấy thì dẹp ngay cái sắp chéo đi nhá, bỏ cái sắp chéo đi nhá, đừng có sắp chéo cái gì cả. Anh rất là ghét cái đứa nào mà cứ chat lên sắp chéo anh em ơi, sắp chéo bài ABC cái gì hết. Không là kiểu anh em qua kênh mình ủng hộ các thứ kiểu đấy nhá. Thằng nào ngừa tay ấy, nó báo cáo cái nó report là lỗi spam cái là thôi luôn, bay luôn kênh đấy, coi như kênh vứt đi luôn nhá. Đó, nói chung là mấy đứa bỏ ngay cái ý định là sắp chéo thứ đi nhá. Đấy, dạo này thấy nhiều ông cứ vào bình luận các thứ sắp chéo ABC cái gì đấy. Thế nhá, cho anh em là đỡ thắc mắc. Còn làm YouTube có tiền hay không ấy thì có, nhưng mà không đủ sống đâu. Đấy, đủ tiền tiêu vặt thì đủ, nhưng mà bảo đủ tiền để kiểu làm giàu ấy thì không nhá. Nhá, ông nào định làm giàu vào YouTube thì thôi nhá, bỏ ý định nhá. Còn kiếm tiền tiêu vặt thì được. Đấy, kiếm tiền tí tiền tiêu vặt thì ok. Ông nào, bạn nào có câu hỏi cho phòng không? Đây, bây giờ trả lời tiếp câu hỏi cho phòng này. Ôi chết rồi, sao con này lằng nhằng ấy nhở. Hey, đấy, anh em trong phòng nào có câu hỏi gì muốn hỏi, hỏi tiếp anh em. Ôi chết. Thôi, bám tường cho nó nhanh thật. Lâu rồi không bám tường vẫn bám được. Đấy, anh bao nhiêu tuổi? 21 tuổi em. Map này càng chơi càng lag nhở. Map này đầu tư mà em, map này khá đầu tư cho nên lag đúng rồi. Thường thì map đầu tư lag là chuyện bình thường. Hey, bảo là map mà đầu tư mà không lag là mới hiếm. Map nào mà nhiều block ấy mà lag là chuyện quá là bình thường em à. Đấy là anh còn mở có 10 người đấy. Chứ anh mà mở 40 người chắc là thôi. Ôi máy xoay lag thế. Thôi. Đá điện các thứ này. Hey, đâu anh sinh 98. Anh sinh năm 98. 2K2 đâu. Sinh năm 98. Tôi sinh năm 98. Già rồi. 21 tuổi rồi. 21 tuổi. Hey. 2K8 á. Khiếp, 2K8 tức là 11 tuổi. 11 tuổi tức là học lớp 6 à. Lớp 6 đúng không? Tên thật của anh á. Muốn biết tên thật của anh thì đây nhá. Mấy đứa vào video ấy đấy, tất cả các video của anh kéo xuống phần mô tả ấy, phần mô tả video có link Facebook ấy, đó. Có link Facebook luôn, đầy đủ họ tên luôn, ngày tháng năm sinh luôn, đó. Trời ơi, cần gì phải hỏi cái đấy. Bây giờ cứ vào Facebook của anh ấy, vào Facebook của anh coi là xong, cần gì cái đấy cần gì phải hỏi. Kiếp. Cái đấy anh em vào Facebook là có hết mà. Đấy, lịch sử tiểu sử cá nhân như nào có hết luôn. Hey, ok rồi. Ê, anh em nào ưu tiên hôm nay là ưu tiên anh em trong phòng đó, ưu tiên anh em trong phòng đấy, có câu hỏi gì cứ hỏi nhá, thắc mắc gì cứ hỏi, hỏi câu gì lạ lạ vào đấy, hỏi kiểu gì nó kiểu nó tầm vĩ mô tí, em nào hỏi mấy câu đấy là tự tìm hiểu được mà. Ôi ôi, cái số trời lát thế tiếp thật, cái chỗ này bắt đầu mình thấy hơi bị lát các bạn ạ. Hey, ui rồi lát thế, FPS là tụi của con dưới 560 kìa. Hey, anh ơi, em với anh cách mấy tí, Facebook của anh là nam nam. Ừ, có link mà, trời ơi. Tôi để hẳn cái link Facebook ở phần đấy mà. Ở phần mô tả mỗi video mà. Con trai đi tán gái cứ bắt buộc phải là đứa gì ấy. Con trai đi tán gái cứ bắt buộc phải là đứa đó, chứ không phải là đứa khác. Đứa nào? Đứa đó đứa nào? Đứa nào không hiểu. Đứa đó là đứa nào? Tức là nào? Con trai đi tán gái bắt buộc phải là đứa đó. Đứa đó là đứa nào không hiểu. Không hiểu, không câu câu hỏi không rõ ràng. Con trai đi tán gái bắt buộc phải là đứa đó chứ không phải đứa khác. Tức là như nào? Đứa đó không phải đứa khác ý là như nào? Không hiểu lắm. Không hiểu lắm các bạn ạ. Không hiểu lắm, mình câu hỏi nó không hiểu thật. Thực sự không hiểu lắm. Cô có thể hỏi nó rõ ràng hơn một được không? Có thể chat nó rõ ràng hơn một tí được không? Hey, lên ủ mà. Ui, trời ơi, tiếp thật. Gì đây? Là cứ phải tán đứa đó. À, ý là tức là này, tức là ông thanh niên này thích một con nào đấy, tức là đã thích đứa nào là phải tán bằng được, có đúng không? Đúng không? À, thích thì cứ phải tán thôi. Cứ phải tán nhá, tán không được thì đổi đứa khác đấy. Thì này này, đây. Thì tóm lại nhá, thì bây giờ chẳng lẽ bây giờ cái con kia mình thích mà mình lại không tán à, đúng không anh em? Bây giờ tự nhiên đi tán đứa khác à? Đúng, tự nhiên tán đứa không thích à? Nói chung là như này, đây thì tóm lại ý của ông này là cái con, ví dụ là tôi là thằng A, tôi thích cái con B, vậy là cứ phải tán con B hay là mình chuyển qua thích con C cho nó dễ hơn? Ví dụ là như này, cái con B nó khó tán quá, hay là mình chuyển qua tán con B, con C đấy, ý là như thế, chắc là đúng vậy đúng không? Hay là chúng ta cứ phải chế cố tán con C, con B đấy, kiểu thế đó. Ý là như vậy đó. Tôi hiểu như thế đúng không? Trời ơi, cái map này dài thế. Ôi, cái map này nó còn, ôi gì đây, ôi sao lắm đom đóm rồi, lát trời ơi, lát sấp mặt. À đấy, thì từ đây. À hiểu rồi, tức là đây, thanh niên Pi Quang này chắc là thích con nào đấy,
xong rồi tán con đấy xong bị từ chối đúng không? Đấy, vậy là vậy. Vậy là bây giờ hỏi là có nên tán tiếp hay không hay là đi tìm con khác đấy đúng không? Đúng chưa? Đúng đúng như thế không? Ok chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn bài chưa? Đó. À, có phải như thế không? Có đúng như thế không hả? Tôi tường thuật lại như thế đúng không? Hey, chú ơi, sao cái map của cô ấy kiểu gì này? Chú ơi, sao khó dậy? Thì nói chung là đã tán một lần rồi mà không được thì thôi đấy. Chảy cối cũng được nhưng mà thôi, tốt nhất là anh em không nên chảy cối, phải có liêm sỉ tí chứ anh em. Nó từ chối rồi thì thôi, chúng ta chuyển mục tiêu khác. Đôi khi đúng là kiểu mặt dày thì có thể ăn được ấy, nhưng mà tôi theo trường phái mèo béo là không được thì thôi, có gì đâu. Chuyển đối tượng khác, cuộc đời còn nhiều đối tượng mà, đúng không anh em? Còn nhiều đối tượng mà, khổ, không được con này qua con khác mà sao mình nhớ mình lưu điểm sinh rồi mà nhở? Ơ sao lại vô lý nhở? Hey, 11 tuổi, thôi, ôi giời, tôi tưởng ông bao nhiêu tuổi đấy, 11 tuổi thôi nhá, đi lo mà học bài nhá, tan tiếc cái gì tầm này, thôi, tưởng ông bao nhiêu tuổi, 11 tuổi thôi nhá, đi, mở sách vở đi học đi nhá, thôi, trời ơi, tôi tưởng ông, ui dồi, khiếp thật, cái map này nguy hiểm đấy nhở? Cái map này nó kiểu gì ấy các bạn ạ? À? Cái map này nó cứ kiểu nó bị nó lag quá. Đến đây thả toàn đom đóm các thứ này, eo ơi, nó lag sấp mặt luôn anh em ạ. À. Úi dồi ôi, tức là nào? Vừa thấy 11 tuổi. À, tức là thanh niên qua 16 tuổi. À, tán một đứa 11 tuổi, ôi ôi, kiếp thật. Tức là 16, 8, 11 à? Ôi, tức là 16, 8, 11 tuổi, ghê vậy, kiếp thật, kinh vậy. Ôi, kiếm thế, ôi, mày từ sao lát thế? Ôi thật, thả cả ong này, thế thật, thả cả ong cả nó đóm luôn. Tôi không hiểu mục đích là thả ong nó đóm làm cái gì nhở? Tôi không hiểu cho lắm. Thực sự là mèo béo không hiểu cho lắm. Ôi ôi. Yêu nhở, chắc nhảy về đây này. Hey. Đó, đúng rồi, chắc nhảy về đây, đúng rồi, chuẩn luôn. Đúng rồi, tao mới yêu đương cái gì, trời ơi. Mèo béo còn chưa có người yêu này, anh em 11 tuổi đã hỏi. Có người yêu có thứ khiếp thật, thế tôi chịu. Cái này là tôi phải lạy anh em là sư phụ luôn, chứ tôi là sao tư vấn được. Tôi còn chưa có người yêu, anh em 11 tuổi các thứ đã đi tán gái các thứ ghê thế còn gì. Chịu anh em nhá. Cái này là mày phải chịu, trời ơi. Úi dồi, cái gì đây? Đây là con gì đây? Đây là con lợn à? Con này con lợn, trời ơi. Con lợn nhìn nó kỳ cục quá bạn ạ. Ủa, cái map này gọi là bắc cua trong xứ sở thần tiên cũng được ấy. Kèo, mà nói chung là cũng đẹp, cũng đầu tư ấy, nhưng mà nó thôi lát rồi chấp nhận thôi. Bởi vì đầu tư mà. Nhiều block thế này không lag mới lạ đó. Mượt là gọi là lạ chứ còn lag là chuyện bình thường. Lag nó là chuyện quá là bình thường các bạn ạ. Hey, ui, càng chơi càng thấy lag. Tiếp thật có ai làm người yêu mình không khiết? Trong cái phòng này chắc toàn con trai, làm gì có ai con gái đâu mà. Khổ. Hey, cái phòng này toàn mấy thằng được dựa ra chứ đâu lấy đâu con gái và ông tuyển. Hey, để coi nào. Ui. Đường nào nhở? Bao nhiêu đây? Chết rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu ấy? Hình như là nhảy lên trên này à? Hey, từ. Là rồi các bạn ơi. À bên này. Ủa xôi, khiếp thật. Hóa ra ngay sau lưng à? Hey. Hey. Ô có ngân này. Ú thế à, chắc không. Thật không hay cú lừa đi đâu. Không tin được. Chắc gì. Ê. Bây giờ tầm này không tin được bố con thằng nào anh em ạ. Lừa hết. Ô ăn sao, ô thắng rồi này. Ô trời ơi, ô chết. Ô tưởng thắng rồi mà chưa thắng à? Ui cú lườm. Ồ bắt tàng hình. Ôi bắt tàng hình à? Ok. À phải nhảy cái màu trắng. Ui. À phải nhảy vào cái màu xanh à? Ôi trời ơi, là nhàng thế. Tức là chúng ta phải đi vào màu xanh. À. Ơ mà đè xít rồi mà. Kiếp thật, tưởng như là. Ok. Anh em ơi, mèo bèo thắng rồi này. Đó, mèo bèo thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ chắc là mình ăn sao rồi mình coi ID map nhá. Đó. Để coi xem nó map map gì đây. Nói chung là thắng rồi này. Ui trời dễ ợt. Map này cũng không khó các bạn ạ. Map này có chia đường khó dễ, thành ra nhảy cũng khá là nhanh. Để mình coi xem ID map nào. Ủa lạc thế các bạn ơi, ở đây ID map là 42545062 các bạn nhá. Đó, các bạn thấy map này hay và thú vị, đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ bài các bạn nhá. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Lâu lắm không chơi parkour.